Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong năm 2023. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ thì đến với video ngày hôm nay, thì em xin được cập nhật những cái thông tin rất là vui và rất là mới liên quan tới đàn gà con và ekip quản lý. Thì ngày hôm nay đàn gà con sẽ có mặt tại vườn cà phê An Nhiên. Hôm nay thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Jizuno và Trường Sang sẽ có mặt tại đêm diễn này cùng với MC Quỳnh Trần. Tại live show tối đêm nay thì đàn gà con sẽ chuẩn bị thêm một số cái ca khúc rất là đặc biệt để gửi tới tất cả quý vị khán giả một cái mùa xuân thật sự là ấm áp và đầy cái tình yêu thương của một gia đình. Và đặc biệt hơn, trong cái không khí ngày mùng 3 Tết cũng như là mấy ngày trước thì quản lý Diễm Phạm đã rất là tất bật với cái công việc tại vườn cà phê An Nhiên Hồ Bơi. Còn về các con ở nhà riêng thì quản lý Diễm Phạm cũng nhờ Tuyết Nhung, Thiên Ngân và ekip quản lý chăm sóc, bởi vì những cái live show tại vườn cà phê An Nhiên thì do quản lý Diễm Phạm cùng với mẹ nuôi của Trường Sang cũng chính là ban tổ chức trong cái chương trình này. Thì đây cũng là cái live show hoạt động khá là đặc biệt, khiến cho tất cả quý vị khán giả cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà đón một mùa xuân ấm áp. Và mùng 1, mùng 2 Tết là cái chuỗi hoạt động live show của những ca nghệ sĩ rất là nổi tiếng, trong đó thì có Quang Hà, Đàm Vĩnh Hưng và một số ca nghệ sĩ khác. Nhưng thưa quý vị, là nhưng mà trong cái buổi tối ngày hôm nay ấy, thì Trường Sang mới vừa đăng tải trên cái bảng tin là tối đêm nay có sự góp mặt của nghệ sĩ Hoài Linh, diễn viên Hứa Minh Đạt và sự góp mặt của Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno. Nhóm nhạc The Wen, chương trình được tổ chức vào lúc 19 giờ cho tới 22 giờ. Thì cái live show này, live show ngày hôm nay không có sự góp mặt của Quỳnh Trang, thưa ông bà, cô chú, anh chị. Quỳnh Trang góp mặt trong cái live show vào ngày mùng 6 Tết. Chính vì cái điều này thì mới đây Tuyết Nhung đã đăng tải trên cái trang cá nhân của mình: tối nay tại vườn cà phê An Nhiên, nha cả nhà ơi. Và đó cũng là những cái lời chia sẻ của Tuyết Nhung ngay sau khi ngày hôm qua cũng rất là bận rộn, tất bật với các em. Ngoài cái việc mà săn sóc các em thì Tuyết Nhung có làm một số cái bữa ăn rất là ngon, với những cái món ăn rất là đơn giản, cực kỳ hấp dẫn. Thì Tuyết Nhung đã cho thấy cái sự trưởng thành, mang tới cái nguồn không khí đặc biệt, bởi đây là cái sự trở lại của con gái của chị Phi Nhung. Với cái lứa tuổi trưởng thành thì Tuyết Nhung đã chế biến ra rất là nhiều những cái món ăn nhìn thấy rất là bắt mắt, thương bà, cô chú, anh chị. Vừa khéo tay lại vừa hát hay, vừa sống bằng cái tâm, bằng cái tấm lòng. Thì Tuyết Nhung còn làm những cái thứ nội trợ khiến cho tất cả ông bà, cô chú, anh chị khán giả phải bất ngờ. Vừa làm nội trợ ở nhà, vừa làm bánh, nói chung là Tuyết Nhung làm được rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó thì Thiên Ngân cũng vậy, nhưng mà Tuyết Nhung là người đi trước. Tuyết Nhung chia sẻ những cái hình ảnh súp của Nhung nấu, hà hà hì hì. Tuyết Nhung ngày hôm qua nấu súp ông bà cô chú anh chị, và Tuyết Nhung cũng đăng tải trên bảng tin của mình, khiến cho tất cả ông bà cô chú anh chị em khán giả thấy rất là ý nghĩa. Thì tối ngày hôm nay khi mà Tuyết Nhung đăng tải trên trang cá nhân về cái live show diễn tối nay, về sự trở lại của Trường Sang, thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno, đây là hai cặp đôi mà đã từng khiến cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị em khán giả bất ngờ với những cái phần trình diễn rất là đặc biệt trong cái thời gian trước, đúng không ạ? Bởi vì hai cặp đôi này được rất là nhiều ông bà, cô chú, anh chị em khán giả yêu mến từ cái đợt trước. Nhưng mà sau này khi mà Tuyết Nhung, Trường Sang tách ra thì Tuyết Nhung hoạt động solo một mình, cũng như là lâu lâu hát với một số ca nghệ sĩ khác. Nhưng mà Tuyết Nhung đã từng
chứng tỏ được rằng sự cứng rắn và mạnh mẽ của Tuyết Nhung nói chung là rất là trưởng thành rất là nhiều. Còn mỗi sự chú ý bây giờ đổ dồn về cặp đôi Juno và Thiên Ngân thì đây là cái sự trở lại rất là ngọt ngào và mang tới rất là nhiều cái điều mới lạ cho tất cả quý vị khán giả. Bởi vì Juno trong cái thời gian trước thì em ấy đã hát những cái bài nhạc xuân rất là hay, và cộng thêm nữa là Juno có sáng tác ra một số cái bài hát mới để chuẩn bị cho cái đêm nhạc tối nay. Thì Juno và Thiên Ngân sẽ chuẩn bị rất là nhiều sự bất ngờ cho tất cả quý vị khán giả. Không chỉ là Juno Thiên Ngân mà tối nay Thiên Ngân sẽ hoạt động live show một cách mạnh mẽ và đặc biệt nhất, cho dù có sự trở lại. Nhưng mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân trong cái thời gian sắp tới sẽ có một cái live show đặc biệt nữa vào ngày mùng 7 Tết. Thì cùng hát với hai người bạn thân của hai em ấy, cho nên hai em ấy tối đêm nay sẽ cháy hết mình để phục vụ cho bà con cô bác anh chị, và cái khâu tập luyện để chuẩn bị cũng được chị Quỳnh Trang và ekip quản lý chuẩn bị cho đàn gà con khá là tất bật. Bên cạnh đó thì ở quán chay thì Đức Hiếu cũng đã tạo ra rất là nhiều những cái dấu ấn bất ngờ. Năm nay Đức Hiếu đã khoác lên mình một cái điều gì đó khá là đặc biệt với cái sự trưởng thành mộc mạc và giản dị. Thì Đức Hiếu khi mà mọi người đến quán chay thì cảm giác như Đức Hiếu đã thay đổi hoàn toàn, không tức là cô mà cô chú anh chị cũng đã biết rồi đấy ạ, thay đổi hoàn toàn giống như là một người trưởng thành, một người con trai cả, chứng tỏ được cái bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ, đúng không ạ? Săn sóc rồi bảo vệ các em rất là nhiều điều đấy, cho nên cái điều đó khiến quý vị khán giả cảm thấy rất là xúc động. Và Đức Hiếu cũng thay mặt cho chị Wendy viết ra cái dòng cảm xúc như sau. Con thay mặt chị Wendy và các anh chị em, chúng con xin kính chúc cô dì chú bác anh chị một năm mới 2023 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nở nụ cười thật tươi nha mọi người. Happy New Year. Đó là những cái lời chia sẻ của Đức Hiếu, thưa quý vị, ngay sau khi đăng tải cái dòng trạng thái rất là đặc biệt trên trang cá nhân của mình và gửi đến tất cả quý vị khán giả gần xa một lời chúc năm mới thật sự đặc biệt, và cũng như đại diện cho chị Wendy gửi đến tất cả quý vị khán giả những cái lời tâm sự đầy xúc động. Thì ngày hôm nay em cũng xin được cập nhật để cho các quý vị được biết những cái thông tin rất là mới, để cho tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước biết được những cái sự trưởng thành và biết được những cái live show sắp diễn ra của đàn gà con, để cho toàn thể cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước biết thêm những cái thông tin rất là hữu ích này, để cho mọi người tiện theo dõi đàn gà con của chúng ta. Thì như các quý vị cũng đã biết là cho dù ở đâu, cho dù đứng ở chỗ nào cũng vậy, ở cương vị nào cũng vậy, thì đàn gà con luôn luôn nỗ lực hết mình và luôn luôn thể hiện được cái tinh thần và cái trách nhiệm của mình, cũng như là muốn thể hiện hết bản thân để cho toàn thể các quý vị khán giả chúng ta được thưởng thức những cái giai điệu nhạc xuân và được thưởng thức những cái tài năng của đàn gà con của chị Phi Nhung, đúng không ạ? Trong cái năm 2023 này thì sẽ còn rất là nhiều những cái sự kiện live show sẽ diễn ra, thì tất cả mọi người chúng ta trong và ngoài nước thì quý vị xem, quý vị cũng hãy cố gắng để ủng hộ cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân, cho tất cả đàn gà con, để cho các em ấy phát triển một cách thật mạnh mẽ, và chúng ta ủng hộ cho các em ấy thật là nhiều, để cho các em ấy thêm có những cái động lực để thứ nhất là trình diễn những cái ca khúc hay cho mọi người được xem, cái phần thứ hai là để cho các em ấy có thêm nhiều cái kinh nghiệm, cái phần thứ ba là để cho các em ấy đi làm những cái việc thiện để giúp đỡ cho đời, giúp đỡ cho tất cả mọi người, những cái người hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay em cũng xin được cập nhật tới đây, và Vượng Hạnh TV cũng xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị trong cái thời gian dài vừa qua đã xem và ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Và em cũng xin được chúc cho mọi người bước sang năm 2023, mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an, thành công trong cuộc sống.
Và quý vị xem thì xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Và quý vị ơi, quý vị đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV, để tiếp tục Vượng Hạnh có thêm động lực để Vượng Hạnh ra tiếp những cái thông tin mới, những clip mới, để thông tin cho mọi người được biết, để mọi người tiện theo dõi đàn gà con. Em xin được chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều.